Rồi, thằng số 1 đâu? Webcam qua đây. Tìm địch đi. Đúng rồi, đi chết của ông Huy đi em, chết của ông Huy đi. Mày nhìn bên cam ông Huy á, mày đọc hướng nha anh. Có người trong kho, có người trong kho. Hai thằng, hai thằng. Ăn rồi. Không có nhiều không biết. Ăn rồi, anh thấy tụi em cầm cây đó là ăn rồi mà. Anh đâu có sấy keo chi đâu, bắn xin keo thôi. Hai thằng hả? Lo mày vậy, hiểu không? Keo nè. Đấy, một thằng nó mang tình. Nó trong kho đấy. Đấy nó kìa. Đấy đó anh ơi. Thôi, tự mình lút đồ, thông thả lút đồ đã. Ui rồi ôi. Chết luôn rồi. Em quá anh ơi. Giết. Giết 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 giết. Ai tìm lẻ cái này tìm lẻ. Kéo đây nè. Cái đằng này nè, một trời nè. 8 keo rồi. Đủ má mày. Bắn lại rồi. Đâu rồi? Xe nữa kìa. Lúc nãy thằng kia đâm mà cũng đâm cụt luôn. Xe mất tới chắc. Mất tới chắc. Đâu không keo. Thấy nó. Yếu xì yếu luôn. Yếu phải lần luôn rồi. Chắc có ông kia. Tôi em hai cơ. Chỗ nào vậy anh Huy? Cái trụ điện em ơi. Đó cắn dấu đó. Còn một thằng kia nữa không thấy. Còn một thằng nữa không thấy. Giết thằng trụ điện. Còn một thằng ở như tường rào cái gì á. Nó cứ bạch. Ui cháy nó ơi. Lui về đây. Hết giờ rồi. Nó trong nhà đúng không? Nhà sẵn đi. Chết. Cái này keo quá trời luôn nè. Keo làm gì nữa? Ủa còn hai nữa hả? Ôi lấy đây đạn má, tao bắn cho mày không thấy bà nội mày luôn rồi. 130 viên. Thương em. Bên kia keo nhiều lắm luôn á. Ngoài sát bên trái á, sát bên thôi, trái. Thôi, còn 7 trái rồi, 7 trái rồi. Em 14 trái trên nó còn nhiều lắm. Cái thằng Linh trên nãy gì? Không, sát hai thằng kia kìa, hai thằng bị giết đây nè. Thôi, sát thằng Linh chỗ này là có đủ keo rồi nè, hồi nãy một tống keo nó không lấy mà. Đồ đạn này anh. Thôi. Radar này cũng ai? Không, phá cái radar để làm nhiệm vụ hay sao á. Lẹ, ai thằng kia chui ra lẹ coi. Ai thằng kia đâu rồi? Nó lẹ đi đái cái coi, mất đái rồi. Đấy. Ai rồi, hình như là bên này nè em ơi, đầu cáp bên này nè em ơi. Cái bo hồi nãy mình đi hết bên này rồi, còn cái đầu cáp bên đó thôi. Đầu cáp đầy nước á. Đập nước. Mấy kêu rồi ạ? Ông Huy mấy kêu rồi? À. Ba kêu. Thôi ăn đi, ăn hai thằng. Ăn đi, ăn được thì cứ ăn em ơi. Đấy, đây nè. Ăn được thì cứ ăn. Ai đang chủ đi nó một ăn nè. Chủ đi mày ơi. Đặt keo vô mà cứu. Cứu rồi. Đặt keo vô mà cứu. Hài lắm. Tao nói vậy thôi chứ tao phải ăn chứ. Sang clear luôn anh ơi. Úi dồi ôi. Chửi à.
Chơi kỳ, mấy thằng sao mày ngu vậy mày? Nó bắn Malet mà sao mày cứ đứng đây đặt keo ngu vậy? Nít con người yêu em mà em đánh kiểu này chết mẹ lên. Lên kiếm công bố. Trời ơi. Cái gì vậy? 163 đam à, 10.600 đam à, cái gì vậy? Em không gạt, em đánh đâu gạt. Ly không em đâu có bắn gạt. Hiểu không? Em bắn ly á. Là có nghĩa em chỉ cần bắn người thôi. Biết rồi. Đấy. Uống nước đi em. Nói đi về. Rồi, uống nước đi kìa. Cứ nhớ mình cũng phải uống miếng nước. Chưa có nghe gì hết nha. Mấy bạn trên like sợ chưa? Lo anh nha. Né cái tên táo ra nha. Né tên Seven gà ra nữa. Có cái chơi game là né tên nó ra. Chết, lối thoát thôi. Dạ. Nghe cho Huy ca. Chơi game mà thấy tên đó nha. Mà cầm hai cái thử nip là lo mà đi mua keo danh sách mà dán tường keo lại. Đây. thì bắn cái snip kiểu như vậy hèn gì cái thằng gì thằng thành móc hả? Nó với được tụi nó thấy là bắn snip hay á cái kiểu đó. Snip là nó bắn no scope, em bắn no scope thì em thích là em luyện được à. À thằng đó em bắn xong top. Không scope luôn hả? À. Nó nói chung cái nó vẫn bắn giống em nhưng mà kiểu là nó tầm gần có nghĩa là nó xử lý rất là tốt hiểu không? Với lại máy cũng phải rất là mạnh cơ. Tụi nó tầm gần tụi em thấy kiểu di chuyển là xong di chuyển nhiều mà nó không bị lỗi phím. Máy nó mạnh lắm em ơi. Máy tụi nó chắc cả 100 triệu ấy. Em cứ tầm gần em di chuyển hồi là em bị lỗi phím. Nói chung là máy tụi nó là nó tịnh mà. Những cái mà gây pin lag á, pin cao không bao giờ bị pin đâu em. Tôi với bị pin thôi. Không, cái đó có phần mềm. Không. Bây giờ cái máy của em RAM 1GB với cái máy RAM 20GB thì phần mềm nào? Cái này nó lắc do giả lập anh. Ý là ai cũng lắc hết nhưng mà tụi nó dùng feed lắc á, BlueStacks á. Biết, nói chung là